sẵn sàng nghe qua hai đoạn hòa tấu của ban nhạc Văn Tĩnh không chưa ạ? Rồi bây giờ đoạn hòa tấu đầu tiên sẽ được bắt đầu. Rồi em nói sao ban nhạc hòa tấu sâu mà lựa khó khó chút xíu. Dễ quá rồi bà con nhận mong đúng không ạ? Mình khó có độ khó cho bà con chịu. Mà không biết là quý vị dưới này có nghe rõ và sẽ đúng được đúng tên ca khúc. Thì nếu mà sai thì hẹn dịp khác quý vị nha. Mà nếu đúng chúng ta sẽ có nhận được một phần quà. Rồi mời ban nhạc chúng ta vào chương trình ạ. Mời anh ca khúc gì ạ? À, đây là ca khúc Lời Người Ra Ơi. Dạ, sao mà anh nhận ra được ca khúc này ạ? Hát được không anh? Dạ, anh nói lắc đầu biết lời thôi chứ không có biết hát được ca khúc này. Và đây chính là ca khúc rất là đúng thưa quý vị, một chỗ tay lớn đông như kênh tàng chân trai được không ạ? Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị rất quý rất là nhiều. Dạ rồi, chút xíu nữa mình hát. Bây giờ mình nhận quà trước anh trai nha. Dạ đẹp trai mà được nhận quà nữa quý vị ạ. Không biết có vợ chưa? Dạ anh có vợ chưa anh? Dạ chưa có vợ thì nhớ đến đất trưởng Nga Liên nha. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh nhiều sức khỏe và... Dạ rồi, chút xíu nữa em mời anh quay trở lại sân khấu. Và ngay sau đây còn một phần quà nữa thưa quý vị. Cái màu đỏ trao tặng cho anh áo đỏ rồi. Bây giờ cái phần màu vàng em thấy được là đất trưởng Nga Liên đã chuẩn bị. Thì ngay sau đây đội hòa tấu thứ hai bắt đầu quý vị lắng nghe ạ. Nhiều đã lên sân khấu thế nhưng là em muốn có nam có nữ. Ta nói là có đàn ông đàn bà mới vui nhà vui cửa đúng không ạ? Nãy nam rồi, bây giờ nhường lại cho cô nữ. Rồi bây giờ em đóng tên ca khúc đóng cho đúng nha. Không đúng là anh nãy lấy ván chịu rồi. Quá đóng sai sao chị? Rồi tới luôn. Dạ quý vị ở dưới nghe đúng tên ca khúc rồi tới luôn không ạ? Quý vị thấy có đúng không ạ? Rồi thấy bà tự tin như vậy là chắc không có sai đâu. Vâng và em xin được thay mặt cho đất trưởng Nga Liên cho tặng trên gắn một phần quà. Và chúc sức khỏe đến em cùng với gia đình của em nha. Rồi xuống dưới dùng tiền hoan nghênh em gái. Cảm ơn em rất là nhiều. Và thưa quý vị như vậy là chúng ta đã tìm ra chủ nhân của hai phần quà với hai đoạn hòa tấu ngắn từ ban nhạc Văn Tĩnh của chúng tôi. Đã đáp lại tình cảm yêu thương của quý vị. Còn ngay sau đây cũng mất thời gian của tất cả.